Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức một ngày mới an lành. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Hôm nay con đến với quý vị một mẫu chuyện thiền khá ngắn gọn nhưng cũng cực kỳ thú vị như sau. Quý vị lắng nghe nhé. Chuyện kể rằng có một tiểu ni cô nọ ở tuổi đôi mươi, dù trong hình hài của bậc xuất trần thượng sĩ đầu tròn áo vuông nhưng cũng khá là xinh đẹp, đủ làm lay động lòng người. Thì tu tập thiền với một sự hướng dẫn của một vị thiền sư nọ cùng với 20 vị tăng sinh cũng trẻ tuổi như vậy. Vào một đêm ấy, cô bỗng nhận được một lá thư tình tỏ bày khá mùi mẫn của một trong những vị tăng sinh kia mà chưa biết là ai. Sáng hôm sau, sau một cuộc pháp thoại của vị sư phụ thiền sư, cô ấy một cách mạnh mẽ đứng lên giữa bàn quan thiên hạ, tuyên bố dõng dạc rằng ai là tác giả của lá thư tình tối qua. Vị sư huynh nào đó nếu thật sự yêu tôi những gì đã tỏ bày, hãy bước ra đây giữa thanh thiên bạch nhật, ôm tôi vào lòng. Có vị liệt nữ nào như vậy ở thời đại này không? Nếu quý vị trong trường hợp của tiểu ni cô ấy, có cách nào tốt đẹp hơn để hành xử như vậy chăng? Tại nghĩ đó là cách hay nhất. Có khá nhiều những comment thú vị, như là những bài học được rút ra khi đọc mẫu chuyện ấy, khi mà con chia sẻ mẫu chuyện đó lên Facebook của mình vào hôm qua. Và đây là cách hiểu của con, kính mong quý vị lắng nghe. Ở thế gian tình là gì? Vị tu sinh nọ là một kẻ xuất gia rồi nhưng vẫn còn ái nhiễm, chuyện đó bình thường, trong con vẫn còn đó. Nếu ta có một cảm xúc thương yêu với một ai đó, đó là chuyện bình thường. Xuất gia hay tại gia, năng lượng của một con người vì ái nhiễm ta đã sinh vào cõi này, ta lấy cái đó làm thứ ta tu tập. Thì đối với chuyện thế gian tình, có một sự yêu thương cho một đối tượng không có vấn đề gì hết. Nếu ta không thể hiện qua cái tai mắt là cách mà chúng ta cười, cách chúng ta nhìn, cách chúng ta trao một món quà bằng cái thân xác này thể hiện, nếu không thì gửi một tin nhắn, viết một cái mail hay là một lá thư tình vụng trộm như vị tăng sinh nhỏ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái cách mà chúng ta thể hiện sự thương yêu, cái cách ta truyền trao cái năng lượng cảm xúc ấy, nó sẽ định nghĩa và phạm vi hóa lại cái giá trị đạo đức, cái phẩm chất con người của chính mình. Cách ta trao sẽ thể hiện con người ta là ai đấy. Vậy cho nên này hỡi những chàng trai trẻ ngày nay trong xã hội hiện đại, nếu thực sự ta là một con người đàn ông bản lĩnh đích thực, của một con người vươn vai, của kẻ trượng phu che chở cho một người mà ta nghĩ ta sẽ lấy họ làm vợ suốt cuộc đời, thì ta nên biết họ là một con người yếu liễu đào tơ, sống nhẹ dạ yếu lòng, toàn là cảm xúc. Thì lúc nhỏ họ chịu sự che chở bảo hộ của mẹ cha, lớn lên thì có anh em bà con quyến thuộc, nên gia lập thất thì chịu sự bảo hộ của người chồng, già yếu đi thì con cái họ chăm sóc. Rõ ràng là lúc nào họ cũng dưới sự bảo hộ của ai đó. Vậy thì khi mình thương yêu họ, trước hết hãy xin phép được làm bạn họ. Thứ nữa, xin họ dẫn mình về nhà để thể hiện với cha mẹ hai người bảo hộ họ rằng: này cô chú, con thương em thật lòng, và con biết em đã được bảo hộ chăm sóc rất kỹ càng dưới sự thương yêu rất nhiều từ cô chú. Con trân trọng và cảm kích em bao nhiêu, con cũng trân trọng cảm kích và thương yêu cô chú bấy nhiêu. Vì vậy con không muốn làm kẻ vụng trộm, ăn cơm trước kẻng hay sống tình một đêm. Cho nên con mạnh dạn đến đây để trước là nói lời chân thành với cô chú bằng tình thương của con cho em. Con xin được rất hạnh phúc nếu như cô chú đồng ý cho con một phần, lấy trách nhiệm của mình chăm sóc em như là tình yêu của con bảo hộ em.
cho đến khi nên gia lập thất với con. Con xin giữ gìn em như cô chú giữ gìn. Bao lâu nào vậy? Nếu được, hãy cho phép con tiến đến với cô ấy từ hôm nay. Con chỉ đang là một người bạn, chưa phải là một người tình. Còn nếu không cho phép, thì nếu ra điều kiện để con được phép lắng nghe và thực hiện nếu có thể trong khả năng của con. Thầy nói ra điều này trong một xã hội hiện đại khó có vẻ thực hiện được. Bởi vì thương yêu nhau trước rồi, nó không có đợi đến cha mẹ đâu. Nhưng mà đó có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là không hơn không kém. Ta ăn một món cơm trên bàn mà ta không quan tâm đến người nấu, cho nên ta không cần biết người đó có cho phép ta ăn hay chưa. Ta ngồi xuống đói bụng quá và ngấu nghiến hưởng thụ. Đó có phải là ăn trộm không? Hoàn toàn đúng nghĩa, không hơn không kém một tên ăn trộm. Như vậy một người đã được sinh ra, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo hộ, như thế nào đó mới có được một người con gái như vậy để ta đến liếc mắt nhìn ngang và khởi tâm ái nhiễm thương yêu rộn ràng ở trong lòng và muốn chỉ có họ và không cần biết quan tâm những người làm đến họ, bảo hộ họ. Ta chỉ ăn một miếng cơm mà ta không biết người nấu, ăn xong đi. Thực tình là ta có một cái giá trị khá là kém cỏi. Và cái cách ta thể hiện nó sẽ làm nên cái con người giá trị của ta là ai. Ta thể hiện được bản lĩnh yêu thương của mình một cách trách nhiệm ngay từ đầu tiến đến những người đó, thì khiến người đó rất là tin mình, khiến cha mẹ người đó rất là tin mình. Cách của mình thể hiện tự tin, bản lĩnh sẽ làm cho người khác tin vào mình. Ngay từ đầu ta tạo ra được cái niềm tin cho nhau thì cái tình yêu đó sẽ bền vững. Một tình yêu mà dưới sự bảo hộ của cha mẹ, dưới sự công nhận của họ hàng, và ta cũng hứa với lòng mình là bảo hộ người ta thương yêu cho đến khi được chính thức đánh kẽn rồi mới ăn cơm, thì tình yêu đó chắc chắn sẽ bền vững nhiều hơn là tình yêu vụng trộm. Nếu như mà vị tăng sinh kia viết lá thư tình ấy, sư cô nọ xúc động cảm xúc và trả lời lại bằng những lời ngọt ngào nữa, thì hai người lén lút đi về đời, hoặc là xả giới bỏ lý tưởng không tu nữa, thì chắc chắn họ sẽ đau khổ. Bởi vì lý tưởng là cái thứ có thật lâu bền đã lựa chọn với hai người, mà nếu như họ vì một chút ái nhiễm quên đi thì hưởng thụ xong rồi sẽ sinh ra chán chường và anh ấy sẽ vứt cô ta như một chiếc dép rách. Đó là lỗi của những người con gái không biết lựa chọn người mình thương yêu. Họ đến với mình bằng đôi mắt, nhưng họ có đủ trách nhiệm phía sau của đôi mắt ấy là cả một ý thức rõ ràng ta chăm sóc người con gái này sẽ trở thành người vợ của ta, hay là ta đi qua đường có tình một đêm. Nếu ta không ý thức được chàng trai đó, ta đừng hối hận khi lỡ tiến đến mà chưa có sự bảo hộ công nhận của cha mẹ họ hàng của mình, thì mình đừng có trách sau này anh ta tại sao lại phản bội, tại sao lại gian dối với mình. Ngay từ đầu là một con gái, hãy thận trọng với người đàn ông mà mình trao trái tim và cuộc sống của mình. Bởi vì rõ ràng mình sống yếu đuối, mình chịu sự nương tựa, mình lúc nào cũng nương tựa vào một đối tượng nào đó. Và hãy nương tựa một nơi nào mà mình nghĩ họ có đủ sức mạnh để cho mình sự vững vàng. Này hỡi những chàng trai, khi mà chúng ta hành động một cách đạo đức như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái giá trị đạo đức nhân quả của bản thân. Ta không tạo việc ác, ta tạo ra một niềm tin âm đức cho gia đình của chúng ta, cho người ta thương yêu, ta bảo hộ họ. Cho hai bên nội ngoại, ngay từ đầu ta bản lĩnh trong sáng, ta đem cái tình yêu của mình công khai ra. Thứ nữa, ta là một người cha bản lĩnh để truyền dạy những lời đạo đức mà ta đã thực hiện được cho con cháu mình. Ta hết sức tự tin như vậy. Điều đó là tuyệt vời. Nếu ngay từ đầu ta thương yêu một ai, ta hãy ngay lập tức thể hiện. Rõ ràng là người tăng sinh nọ biết người Nico kia là một người được sự bảo hộ của vị sư phụ, lén lút mới viết lá thư đấy. Đó là tình yêu vụng trộm. Tình yêu ấy rõ ràng không vững vàng. Cái thứ nữa, sau khi mà vị Nico nọ tuyên bố dõng dạc rằng hãy ra đây này những vị sư huynh nào đó yêu tôi thật lòng, hãy ôm tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta nào dám bước ra, chứng tỏ tình yêu ấy là anh ta biết thừa là nó sai lầm,
như là một người tu sĩ, rồi nó cũng sai lầm giống như một con người bình thường. Là một người tu sĩ thì không nói đi, nhưng một người con người bình thường là cô ấy dưới sự bảo hộ của sư phụ. Cái bản lĩnh thì ta gửi thư cho sư phụ á, nói rằng sư phụ ơi, con thương tiểu ni cô này, giờ sư phụ có đồng ý cho con viết lá thư tình tỏ bày tình cảm này của con cho cô ấy hay không? Bởi vì rõ ràng là sư phụ vì cũng thương yêu cho nên bảo hộ cổ, con cũng thương yêu cho nên bây giờ con cũng muốn bảo hộ cổ. Bây giờ con với sư phụ chia sẻ bảo hộ cổ được không? Nếu mà vị sư phụ thấy được cái bản lĩnh của mình, không biết chừng ông thấy được cái nghiệp của hai người, ông còn có một cái lời khuyên tuyệt diệu hơn đấy. Nhưng anh ta không làm được như vậy, lén lút gửi thư tình tỏ bày với cô ấy trước. À, cô ta thừa biết không nói chuyện với người bảo hộ mình mà vụng trộm với mình, chắc chắn anh chàng này không bản lĩnh, cho nên đưa anh ta ra ánh sáng mà anh ta rụt rè thì chứng tỏ anh ta không xứng đáng để thương ta. À, cô ta bản lĩnh thật sự, vì cô ta đầu tròn áo vuông vẫn xinh đẹp như vậy thì rõ ràng là nếu như cô ta, nếu như có một người nào đó cũng xinh đẹp như cô ta trong một bộ đồ sexy giàu có, trong một mái tóc dài, thì hai người, một người như cổ đứng đó và một người như người đời kia đứng đấy, hai người xinh đẹp như nhau, thì anh chàng tăng sinh này sẽ chọn ai? Nhất định là chọn cô nàng ngoài đời này. Như vậy thì anh ta đến với cái đẹp, anh ta sẽ bỏ cổ khi có một cái đẹp khác đến với anh ta. Cô ta thừa biết điều đó, cho nên thanh thiên bạch nhật là ánh sáng đó sẽ phơi bày ra cái mê mờ bóng tối của anh ta, ngại ngùng, thiếu bản lĩnh, và từ đó anh ta tiêu diêu miền cực lạc. Nó cũng giống như vậy. Này hãy những cô gái, hãy đối xử những con người mà tiến đến mình, coi thử ngay từ đầu họ có dám chịu trách nhiệm cuộc đời của họ và cuộc đời của mình hay không. Và mình hãy đem họ về với cha mẹ, hãy nói rõ ràng anh có thể giữ được trong sạch cho em trong suốt thời gian mà chúng ta chưa nên gia lập thất. Nếu được thì đó là bản lĩnh đạo đức của anh giữ em, bản lĩnh đạo đức của anh cho đứa con của chúng ta sau này, bản lĩnh đạo đức của anh cho cả cái âm đức gia đình mà chúng ta có sau này nữa, hai bên nội ngoại. Nếu quả thực như vậy là tình yêu đó của em sẽ không uổng dành trọn vẹn một đời cho anh. Nếu được như vậy thì quá tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà gia đình của những con người được cha mẹ giới thiệu với nhau, nhất là ở vùng quê hay ngày xưa, họ chỉ biết nhau mà cha mẹ mai mối, họ sống vững vàng hơn là những người tự lén lút yêu thương nhau rồi mới về báo với cha mẹ. Dĩ nhiên không phải 100%, nhưng phần lớn đa số là bởi vì họ được bảo hộ, họ được giữ gìn, cho nên họ cái gì mà nó khó được thì nó khi nó có được nó mới trân trọng. Còn cái gì lén la lén lút hưởng thụ ngọt ngào bao nhiêu, giống như củi mà lửa tre cháy bung thì nhanh tàn vậy. Rõ ràng là ta tới với nhau bằng một chiếc nhẫn bảo hộ, nhìn chiếc nhẫn là biết người có vợ chồng rồi. Rồi hai bên nội ngoại công nhận bằng cái luật pháp đóng xuống với một cái đơn kết hôn, và phải vào chùa, vào nhà thờ để mà nhờ Chúa, nhờ Phật công nhận nữa. Từ thân xác cái đến tâm linh, từ xã hội cho đến gia đình công nhận để bảo hộ, thì cái mối lương duyên này may thay nó mới vững vàng. Bằng không ta tới nhau ở thử ăn cơm trước kẽn thì ta lấy cái gì để mà vững vàng đấy, đặc biệt là những cô gái. Cho nên nếu lý luận nào đó để cho cái sự sống thử được chính thức thì quả thật á, thì mình đánh mất cái giá trị đạo đức của mình, mình đánh mất cái giá trị dạy dỗ con mình sau này. Không lẽ mình khuyên con mình sau này đi sống thử với người khác, rồi mình cũng đánh mất đi cái âm đức của chính mình trước khi nên gia lập thất với gia đình vậy? À, đó là cái chúng ta nên nhớ từ cái bài học của vị tăng sinh này cho cái việc thế gian tình. Còn cái việc xuất thế gian tình đối với con cảm nhận được cái giá trị của người tăng sinh này gửi đến cho mình, rằng là một kẻ tu sĩ ăn xin của đàn na đến thí ngày ba bữa, cơm áo, nơi ở, thuốc men. Nếu con thật khởi lên một ý niệm tà vậy, chúng ta rờ cái đầu và biết và quay lại. Còn nếu rờ hoài mà nó vẫn còn biết thì tự động mình âm thầm xả giới về đời, chứ không có phá hoại đời sống tu hành của kẻ khác. Bởi vì phá giới là một tội, nhưng mà phá kiến tới hai tội. Nhưng ở đây chàng tăng sinh này không thấy mình tu,
rồi thấy đầu tròn ống vuông ngoài kia cũng là một thiếu nữ Hằng Nga nữa, thì quả thật mắt đã mờ, đôi mắt mù lòa vậy. Bởi vì không nhìn qua nổi cái hóc môn sinh dục đang có tuổi mới lớn. Gieo một cái nhân bất thiện ở trong cái chốn thiền lâm thanh tịnh già lam, đó là điều không tốt. Cho nên yêu đương ở trong cái cảnh giới của cái người tu hành là hoàn toàn hai thứ như lửa với nước, tội lỗi lắm thay. Đặc biệt là người nữ họ rất là yếu dạ mềm lòng, yêu thương bằng lỗ tai. Những chàng trai nào mà nói lời ngon ngọt chót lưỡi đầu môi thì quả thật mình cũng nên chịu trách nhiệm một chút với ngôn ngữ của mình. Nếu không thương yêu họ mà không chăm sóc được thì mình nào muốn tạo ra khổ đau trên thế gian này. Mình đến đây mình đâu có muốn người ta khổ gì mình. Vậy nên thương yêu một cách nào đó, hãy công khai, tỉnh thức và đem ra ánh sáng. Còn ở trong đạo thì chuyện đó không thể nói rồi. Nếu âm thầm mình không về, mình về được thì mình về, mình không nên á quậy nước ngàn sông thì được, chứ đừng có quậy tâm của kẻ tu hành. Cái giá trị thứ ba đó là từ vị sư cô nọ. Cô hành xử một cách khá thông minh, rằng cô đích thực là một vị Bồ Tát. Ái nhiễm tình trần cô đã dứt, cho nên khởi cái tâm từ bi muốn độ vị tu sinh này. Độ bằng cách nào? Bằng cách đem một cái mê mờ bóng tối cho nó ra ánh sáng, lập tức nó tiêu tan. Tất cả những tà niệm, những cái ác pháp khởi lên trong tâm mình, hãy chiếu ánh sáng chánh niệm vào, lập tức nó sẽ tan biến như là sương mai dưới ánh sáng của mặt trời. Cái tà niệm của vị tu sinh nọ được cái chánh niệm tỉnh thức của vị sư cô dừng lại lập tức. Nếu không, hai người sẽ lang thang sinh tử tiếp tục. Vị sư cô đó một cách thanh thiên bạch nhật công bố cho sư phụ mình biết, trong này có một anh vừa tu mà vừa yêu, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, chắc chắn nó sẽ hỏi ra lá thư đó tác giả lại đó, rồi sẽ thông báo với bạn đồng tu rằng trong này anh ta vừa tu vừa yêu, tự động cái tâm của mình sao mà hổ thẹn, rồi công bố một cách chính thức ra đây ôm tôi đi, nếu thật sự yêu tôi mà không ra ôm được thì tình yêu của anh cũng chỉ là tình yêu con cóc, không đủ bản lĩnh. Tôi là ngoài đời biết bao nhiêu người theo rồi, tôi đã quên nó đi, vào đây anh theo anh không thể đổ ván được. Anh nghĩ mình chưa đủ sức. Tôi chắc chắn anh chưa đủ sức. Và khi đem nó thanh thiên bạch nhật như vậy, dù có ta nói tới đây ôm, quý vị nghĩ vị tu sinh kia có đến bản lĩnh mà ra ôm được không? Không bao giờ được. Vì khi mà tiến tới giang tay ôm, cô ta sẽ nói: này anh, nếu thương tôi thật sự hãy xả giới trước làm một người đời. Vì nếu không anh sẽ phạm giới. Anh thương tôi mà anh phạm giới là anh đang mê mờ, tình yêu của anh mù lòa. Anh hãy yêu tôi bằng thứ tình yêu qua cơn mê. Anh đang mê chứ không phải anh đang yêu. Bây giờ anh không bảo hộ anh, không bảo hộ tôi. Giả dụ như anh nói, anh lập tức quỳ xuống đó luôn. Anh bản lĩnh đến độ mà bạch sư phụ, đem qua con là tác giả của lá thư tình kia. Và bây giờ con bước ra đây để tuyên bố với sư phụ, con xin phép xả giới. Và nếu sư phụ cho, thì thứ nhất sư phụ hãy soi sáng vào lòng con, để được thì con quay lại. Thứ hai nếu không được, con xin xả giới trước để con tỏ tình với vị nữ cô này. Và nếu được cô ấy đồng ý, hai chúng con sẽ về. Nếu cô ấy không đồng ý, tự con về. Đó là bản lĩnh. Nếu không được như vậy, tức là anh là một kẻ hèn nhát, và tình yêu đó nên sớm chấm dứt ở đây, và chúng ta yên lành, coi như không có gì hết. Nhưng mà anh ta làm thinh, rồi chúng ta coi
Nếu như mà anh ta đứng dậy điệu bộ tới ôm sư cô thì điều đó là không thể. Bởi vì nếu anh ta đã xả giới, ví dụ nếu anh ta chưa xả giới là đã không ôm được rồi, mà nếu anh ta xả giới thì khi tới ôm cô ấy sẽ nói rằng nếu thương em hãy để em xả giới đó. Bây giờ chưa xả giới thì đâu có được, bây giờ xúc phạm vào giới lực là phản bội vậy lý tưởng. Anh mà lý tưởng anh phản bội được thì khi yêu tôi anh cũng phản bội tôi như thường. Một kẻ phản bội đi yêu một người phản bội, tôi đâu có muốn rước họa vào thân. Cho nên dĩ nhiên anh hãy để cho tôi xả giới trước. Cho nên tôi có quyền yêu anh hay không nữa đó. Tức là tôi có quyền cho anh ôm tôi hay không nữa đấy. Anh đứng lên, bản lĩnh của anh tiến tới ôm tôi là chuyện khác của anh. Nhưng tôi cho anh ôm hay không đó là chuyện của tôi. Đấy. Nên cái bài học giá trị ở đây là trước hết là bằng lòng từ bi. Sư cô ấy biết cái tâm niệm bất thiện kia chỉ là một cơn mê, và cô ấy đem cái cơn mê đó ra ánh sáng thành một tình yêu của một vị Bồ Tát. Tình yêu qua cơn mê, tình yêu vượt lên trên thế gian, đó là tình xuất thế gian. Mối tình đó rất đẹp. Và ở đây này, hỡi những cặp thương yêu trên cuộc đời, là tình thế gian đấy. Chúng ta biết rằng nếu đến với nhau mà phục vụ cho thân xác, lấy thân xác để kiếm tình tiền, để cuối một đời chúng ta thành những hạt bụi bay bay, rồi bao nhiêu kiếp nữa chúng ta hợp những hạt bụi đó lại, và cứ như vậy rồi bay bay, hợp lại rồi cứ hợp là bay bay. Thì mình thấy những cái con thiêu thân sống một đời 2-3 ngày ngắn ngủi, rồi bay vào trong ngọn đèn, tức là 2-3 giờ ngắn ngủi, rồi chết, chết rồi sinh ra rồi chết. Thì những dòng sông kia nó cũng sẽ thấy những mạng người cứ đến đây hợp lại, rồi tiền tình vật chất, rồi mất đi, rồi hợp lại, rồi tiền tình vật chất. Dòng sông ấy minh chứng cho biết bao nhiêu cuộc sinh diệt và không được một cái gì lớn lên thêm từ tâm linh và tỉnh thức. Dòng sông ấy thấy mình cũng giống như là những con thiêu thân. Như vậy hãy đến với nhau và lấy cái tỉnh thức là cái mục đích để hai người thương yêu nhau, để nuôi lớn lên tâm linh đó, để đến một kiếp nào đó công đức trọn vẹn thì sinh ra như là một thái tử Sĩ Đạt Ta, và bản lĩnh tu hành để giải thoát và về nắm tay của người thương mình là Giá Du Đà La, để độ cho cô ấy cũng trở thành một bậc giải thoát. Có mối tình nào đẹp hơn từ buồn lầy và nở hoa thành giác ngộ? Có mối tình nào từ ân ái mà nở hoa thành tuệ giác từ bi đó? Cho nên hãy nguyện đến với nhau trong cái ngũ giới để giữ gìn, trong cái thiền tập tâm linh, trong cái đi chùa lấy lễ Phật làm phước, để làm lớn lên cái đạo đức, cái tâm linh, cái hạnh phúc ở trong ánh sáng của trí tuệ, đưa nó cái tình yêu của chúng ta ra ngay từ ban đầu, đem ra ánh sáng, rồi chúng ta nuôi lớn cái tình yêu mỗi ngày trong đời sống ấy bằng ánh sáng của tu tập nữa, thì cái giá trị đó là tuyệt vời, hạnh phúc đó là lâu lâu dài và vững vàng và có thật. Và những đứa con của chúng ta cũng là những người bạn thiện hữu tri thức tu tập trên con đường của tỉnh thức, làm đến một cái gia đình, thành một cái tăng thân, để ở đó chúng ta nuôi dưỡng tưới tẩm mỗi ngày. Qua câu chuyện ngắn như vậy, đó là những cái bài học, cái ý nghĩa mà con rút ra. Thứ nhất, con tóm lại là từ vị tăng sinh nọ, cách mà anh ta thể hiện sẽ mang đến cái giá trị cho chính anh ta. Rồi đối với một bậc xuất trần thượng sĩ thì nên rò đầu của mình mỗi ngày. Nếu mình tự thân không có tu tập vững vàng thì không nên làm phiền người khác, không nên để phá giới, càng không nên để phá kiến. Và đối với vị tiểu ni cô nọ thì hãy đem cái ánh sáng soi rọi vào cơn mê, hãy đem cái chánh niệm và rọi vào những cái ác pháp, nuôi lớn chánh niệm mỗi ngày, và mình sẽ là một con người Bồ Tát mang ánh sáng đó đi vào bóng tối của thế gian để giúp người và độ đời. Và nếu đó là tình yêu của đôi lứa thì hãy lấy cái tỉnh thức làm mục đích để hướng đến, chứ không phải lấy thân xác danh vọng của cải vật chất để thỏa mãn một đời, như một con thiêu thân cuối cùng tay trắng đến đời này và xương khô biến mất. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, kính chia sẻ những lời hiểu biết ngắn gọn cũng mong mỗi này đến với tất cả chư thiện hữu tri thức gần xa,
mong một ngày quý vị sống trong an lành và chánh niệm. Mình lựa chọn một ngày thương yêu bằng tỉnh thức, đem tình yêu đấy ra ánh sáng để công khai, hay là một cách vụng dại, mê mờ. Hãy sống bằng tình yêu qua cơn mê. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.